Xin chào các bạn. Hôm nay mình có dịp đến dự một buổi lễ tuyên thệ vào công dân Mỹ của người thân tại thành phố Campbell, sát bên San Jose, thành phố được mệnh danh là thung lũng điện tử, nơi có rất nhiều người Việt sinh sống. Những người đến đây hôm nay, họ đã vượt qua một cuộc phỏng vấn và khảo sát về lý lịch cá nhân, đọc, viết và nói tiếng Anh, cùng với trả lời đúng 6 trên 10 câu hỏi về lịch sử Hoa Kỳ. Sau khi phỏng vấn, USCIS sẽ thông báo ngay rằng đơn xin nhập tịch của bạn được chấp thuận, tiếp tục hay bị bác bỏ. Nếu được thông qua, USCIS sẽ mời bạn thực hiện tuyên thệ để hoàn tất quá trình trở thành công dân Hoa Kỳ. Nếu thủ tục nhập tịch của bạn bị bác bỏ, thì bạn sẽ nhận được một lá thư khoảng một tuần lễ sau đó để xác định ngày tái phỏng vấn cho bạn, thông thường khoảng 3 tuần lễ sau khi bạn nhận được thư. Sau lần phỏng vấn thứ hai mà bạn vẫn bị đánh rớt, thì bạn phải làm lại thủ tục từ đầu và đóng tiền lệ phí lại. Ngoại trừ những người có lợi tức thấp thì không phải đóng tiền lệ phí nhưng phải làm thủ tục lại từ đầu. Nếu thủ tục nhập tịch của bạn chưa hoàn tất được, có thể USCIS sẽ yêu cầu bạn bổ sung thêm hồ sơ cần thiết và thực hiện lại cuộc phỏng vấn lần thứ hai. Tại buổi lễ tuyên thệ hôm nay, các bạn cùng với hàng trăm người khác xin vào quốc tịch sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ. Sở di trú USCIS đã gửi thông báo đến các bạn cho biết thời gian và địa điểm nơi buổi lễ tuyên thệ dự trù sẽ được tổ chức. Các bạn được mang theo thân nhân, bằng hữu đến dự buổi lễ tuyên thệ. Đây là giây phút đáng ghi nhớ nhất trong đời các bạn. Do vậy, các bạn nhớ mời gia đình và bạn bè đến dự. Họ sẽ muốn chia sẻ nỗi vui, thành tựu của các bạn, cũng như việc các bạn bắt đầu cuộc đời mới với tư cách là một công dân Hoa Kỳ. Các bạn sẽ nghe đọc diễn văn, xem vài lời giới thiệu và cũng có thể được xem một hai đoạn video trong buổi lễ. Cái đó là giây phút trọng đại khi một quan tòa hướng dẫn mọi người cùng đứng lên, giơ tay phải lên và lặp lại lời tuyên thệ khi vị quan tòa xướng lên từng câu một. Các bạn không cần phải bỏ công học thuộc lòng những câu này trước. Đây là balcony tầng trên của khán phòng dành riêng cho bạn bè và gia đình của những tân công dân Mỹ sắp sửa tuyên thệ vào quốc tịch Mỹ của ngày hôm nay. Còn tầng dưới thì dành riêng cho những người đến để tuyên thệ vào công dân Hoa Kỳ. Đây là một rạp hát nhỏ có tên là Campbell Heritage Theater tại downtown của thành phố Campbell, được USCIS mượn để tổ chức buổi lễ tuyên thệ cho những tân công dân Mỹ. Các tân công dân Mỹ sẽ phải đọc những lời tuyên thệ như sau. Tôi xin tuyên thệ một cách tuyệt đối rằng tôi sẽ hoàn toàn từ bỏ tất cả những bổn phận và lòng trung thành với chính phủ và đất nước mà tôi đã từng phục vụ khi còn là công dân của quốc gia ấy. Tôi sẽ che chở và bảo vệ hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ, chống lại mọi kẻ thù trong và ngoài nước. Tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng và sát cánh với hiến pháp và luật pháp của Hoa Kỳ. Tôi sẽ cầm súng vì đất nước Hoa Kỳ khi luật pháp đòi hỏi. Tôi sẽ phục vụ những công tác không tác chiến trong quân lực của Hoa Kỳ khi luật pháp đòi hỏi. Tôi sẽ thi hành những công việc trọng đại của quốc gia theo chỉ thị của chính phủ dân sự khi luật pháp đòi hỏi. Tôi sẽ thi hành những yêu cầu này một cách tự quyết, không trốn tránh. Xin Thượng Đế giúp đỡ tôi. Vào công dân Mỹ là ước mơ của những người nhập cư và di dân đến Mỹ vì họ có những đặc quyền sau đây.
Quyền đầu tiên là quyền bầu cử tổng thống và những viên chức khác là một trong những quyền lợi quan trọng nhất về quyền công dân. Chỉ có những người là công dân Mỹ mới có thể đi bầu trong các cuộc bầu cử liên bang. Các ứng cử viên tại hầu hết các cuộc bầu cử cấp liên bang, tiểu bang và tại địa phương đều phải là công dân của nước Mỹ. Tuy nhiên, theo Hiến pháp Hoa Kỳ, các ứng cử viên tổng thống Mỹ, ngoài điều kiện họ phải là công dân Mỹ, họ còn phải được sinh ra tại nước Mỹ. Đây là điều gây nhiều tranh cãi cho Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama. Tuy nhiên, Tổng thống Barack Obama được sinh ra tại tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ. Quyền lợi kế đến là khi chúng ta có quốc tịch Mỹ, chúng ta có thể giúp đoàn tụ các thành viên trong gia đình, sống ở các quốc gia khác nhập cư vào nước Mỹ, thân nhân của các công dân Mỹ được các viên chức, cơ quan nhập cư của nước Mỹ ưu tiên. Quyền lợi kế tiếp là quyền bạn được sống lâu dài trên nước Mỹ, sẽ không bao giờ thay đổi khi là một công dân Mỹ, có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ bị trục xuất khỏi nước Mỹ. Quyền lợi tiếp theo là khi bố mẹ của các trẻ em dưới 18 tuổi là công dân Mỹ, thì các em đương nhiên sẽ trở thành công dân nước Mỹ, dù cho các em đang sống ở một nước ngoại quốc. Quyền lợi tiếp theo là được hưởng một số khoản trợ cấp của chính phủ chỉ dành cho những người là công dân của nước Mỹ. Quyền lợi kế tiếp là đi du lịch bằng hộ chiếu của nước Mỹ sẽ dễ dàng hơn và không bị giới hạn thời gian cư trú ở nước ngoài. Quyền lợi tiếp theo là không bao giờ phải gia hạn lại thẻ xanh. Vào công dân Mỹ là vĩnh viễn và không cần phải gia hạn. Quyền lợi tiếp theo là khi các công dân Mỹ đi du lịch ra nước ngoài, thì các đại sứ quán và tòa tổng lãnh sự của Mỹ sẽ bảo vệ các công dân của mình. Chính phủ Mỹ hỗ trợ các công dân Mỹ là nạn nhân nếu họ gặp phải thảm họa trên phạm vi toàn thế giới. Quyền lợi kế đến là được nhận một số khoản trợ cấp tài chính mà chỉ dành riêng cho sinh viên, học sinh là công dân Mỹ. Và quyền lợi cuối cùng là đa số các công việc làm cho chính phủ liên bang đều được yêu cầu là phải có quốc tịch Mỹ. Trên màn hình là một số hình ảnh đặc trưng của nước Mỹ đang được trình chiếu cho mọi người xem. Pictures, videos. I want you to be able to share this day with your family and friends
And you can also use the hashtag new US citizen. Cô ấy khuyến khích mọi người quay phim và chụp hình để gửi cho bạn bè trên toàn thế giới. Cô mời mọi người đứng lên để chào cờ. Tổng thống trước đây Obama có nói rằng các bạn, những người di dân là một phần tử quan trọng của đất nước này. Israel!
Việt Nam. Bà ấy đang nói về những quyền lợi của bạn khi trở thành công dân Mỹ, như mình đã có dịp trình bày ở phần đầu. So we may be working with you on obtaining their certificates and setting up their own oath ceremonies in which they also pledge their allegiance to the United States in order to lawfully and technically become a citizen. Whatever may be the case, I can assure you that the San Jose CIS office is ready and willing to serve you with your future immigration needs. So, in the month of May, and in a couple of days from now, the United States, as a nation, celebrates those who have served and honors as well those who have served in the U.S. Armed Forces. And we dedicate today's ceremony to the men and women who have proudly worn or proudly wear today the U.S. military uniform. Ngày lễ chiến sĩ trận vong ở Hoa Kỳ nhằm ngày thứ hai cuối cùng của tháng 5. Đó là ngày để vinh danh những quân nhân Hoa Kỳ đã phục vụ trong quân đội của Hoa Kỳ. Tất cả mọi người đang đọc theo những lời tuyên thệ và cầu nguyện mà nội dung mình đã có dịp nói ở phần đầu. If you need any additional information,
country in the next 2 weeks. But make sure you make an appointment. Don't just drive to San Francisco. Also, you can apply at a post office, or you can look up online other designated areas where you can apply for your passport. When you do apply for your passport, you will have to send in your original naturalization. Sau ngày hôm nay, các bạn có thể đi làm giấy hộ chiếu Hoa Kỳ. Các bạn có thể gọi để lấy hẹn. Khi làm hộ chiếu Hoa Kỳ, các bạn phải nộp lại giấy chứng nhận quốc tịch, bản chánh. Do đó, các bạn cần photocopy lại để giữ bản sao. Sau thời gian xét duyệt, giấy hộ chiếu Hoa Kỳ sẽ được gửi về cho các bạn bằng đường bưu điện. Đồng thời, giấy chứng nhận quốc tịch, bản chánh cũng sẽ được gửi trả lại cho các bạn.